Ái Sơn. Người Tiếu Hoa chiến đấu, người khủng bố đây. Ngồi đần ra kìa. Action. Người Tiếu Hoan chiến đấu, người khổng lồ. Chiến đấu. Kìa, thằng củ lô này, lý xem là người Tiếu Hoan làm gì. Úi rồi, người Tiếu Hoan sao rồi chúa? Sao rồi à? Thế là đã giết được người khổ lồ. Đấy, người Tiếu Hoan ngồi im, cười đều. Hết rồi à? Vâng. Phim, bộ phim rất là ngắn, đến đây xin phép được kết thúc.